Chào mừng quý lãnh đạo, quý đại biểu, quý thầy cô đã đến thăm trường Trung học Phổ thông Vị Thanh ngày hôm nay. Sau đây, xin kính mời quý lãnh đạo, quý đại biểu, quý thầy cô cùng xem một đoạn video ngắn giới thiệu về ngôi trường của chúng tôi. Trường Trung học Phổ thông Vị Thanh nằm cạnh dòng kênh sáng Sa No, con kênh huyền thoại về miền lúa gạo Hậu Giang, theo con nước lớn ròng, nuôi dưỡng biết bao thế hệ con em học trò. Trường Trung học Phổ thông Vị Thanh được thành lập vào năm 1960, là một trong những ngôi trường đầu tiên của vùng đất Vị Thanh, có truyền thống hiếu học lâu đời. Đây cũng là ngôi trường được rất nhiều phụ huynh và học sinh trên địa bàn quan tâm cho con em theo học. Trải qua những thăng trầm của lịch sử, nhưng trường Trung học Phổ thông Vị Thanh vẫn từng bước phát triển và ngày càng khẳng định được vị thế của mình. Hiện tại trường Trung học Phổ thông Vị Thanh tọa lạc tại số 559, đường Trần Hưng Đạo, khu vực 1, phường 3, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Hiện nay, số lượng cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhà trường là 76 người, trong đó cán bộ quản lý là 4 người, giáo viên giảng dạy là 67 người, nhân viên là 5 người. Trình độ chuyên môn, thạc sĩ là 14 người, đại học là 57 người. Trình độ lý luận chính trị, cao cấp lý luận chính trị là 1 người, trung cấp lý luận chính trị là 7 người. Nhà trường có đội ngũ giáo viên tương đối đồng đều về chuyên môn, nghiệp vụ. Có nhiều cán bộ giáo viên được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp tỉnh. Nhiều giáo viên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và cấp tỉnh. Về cơ sở vật chất, nhờ có sự chỉ đạo sâu sắc của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang, sự hỗ trợ nhiệt tình của cha mẹ học sinh và của chính quyền địa phương. Vì thế cho nên trang thiết bị dạy học đã kịp thời sửa chữa và có kế hoạch bổ sung để từng bước đáp ứng yêu cầu triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 và thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục. Hiện nay nhà trường có 32 phòng học. Các phòng học của trường đều được trang bị đầy đủ các thiết bị như hệ thống bàn ghế, bảng chống lóa, quạt mát, đèn điện, vân vân, nhằm phục vụ tốt nhất cho quá trình học tập, rèn luyện của học sinh. Bên cạnh hệ thống phòng học, trường cũng từng bước trang bị các phòng bộ môn như tin học, hóa học, sinh học, vật lý, phòng lab, đặc biệt là phòng STEM trong năm học 2022-2023, với mục tiêu hỗ trợ để ngành giáo dục Hậu Giang từng bước tiếp cận với phương pháp giáo dục STEM. Công ty trách nhiệm hữu hạn giáo dục STEM và phát triển kỹ năng 4C cùng các đối tác đã lắp đặt cho trường một phòng học trải nghiệm sáng tạo STEM Robotics trị giá 2,5 tỷ đồng. Và trong năm học 2022-2023 này, cũng như những năm tiếp theo sẽ là những năm học đặc biệt với thầy và trò của trường Trung học Phổ thông Vị Thanh. Những tiết học ứng dụng công nghệ thông tin ở nhiều môn học sẽ được học trong một môi trường mới, với nhiều trang thiết bị hiện đại của phòng học STEM Robotics. Có đầy đủ các dụng cụ nghiên cứu để học sinh nghiên cứu sau các giờ học lý thuyết trên lớp. Trường có một thư viện với các đầu sách đa dạng, phong phú để học sinh có thể mượn, học tập và trau dồi thêm các kiến thức bên ngoài. Năm học 2022-2023 là năm học đầu tiên trường thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với học sinh lớp 10. Với sự nỗ lực không ngừng của thầy và trò trường Trung học Phổ thông Vị Thanh, năm học 2022-2023 trường đã đạt được những thành tích đáng khích lệ sau. Trong hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, trường có 8 giáo viên được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Trong đó có một giải nhì, 5 giải ba và 2 giáo viên được công nhận. Trong cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật cấp tỉnh, có 3 sản phẩm đạt giải, gồm có 1 giải nhì và 2 giải ba. Trong ngày hội STEM cấp tỉnh có 3 sản phẩm đạt giải, gồm 1 giải nhất và 2 giải ba. Trong cuộc thi học sinh giỏi các môn văn hóa cấp tỉnh, kết quả đạt 13 giải, trong đó 2 giải nhì, môn vật lý và môn địa lý. 3 giải 3, 2 giải môn tiếng Anh, 1 giải môn địa lý, 8 giải khuyến khích, môn văn, môn toán, môn hóa, môn tin học và môn lịch sử. 4 phòng bộ môn được đánh giá xuất sắc gồm phòng tin học, vật lý, hóa học, sinh học. Hội thi tin học trẻ cấp tỉnh đạt 2 giải 3 và 2 giải khuyến khích. Trong cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng cấp thành phố, có 2 sản phẩm được ban tổ chức chọn báo cáo trong cuộc thi cấp tỉnh, vân vân. Đặc biệt trong năm học 2022-2023, trường đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang công nhận, đạt kiểm định chất lượng mức độ 2 và trường đạt chuẩn quốc gia cấp độ 1. Và đặc biệt là trong năm 2022,
trường được Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua. Đây là niềm vinh dự rất lớn cho đơn vị chúng tôi trong năm qua. Trường Trung học Phổ thông Vị Thanh là ngôi trường có truyền thống hiếu học lâu đời trong tỉnh, tạo dựng được niềm tin đối với học sinh và phụ huynh trên địa bàn. Ngay từ khi mới thành lập, Ban giám hiệu nhà trường đã xác định mục tiêu quan trọng là nâng cao và phát triển chất lượng giáo dục của nhà trường. Trong những năm qua, Trường Trung học Phổ thông Vị Thanh đã từng bước khẳng định chất lượng của mình trong toàn tỉnh. Hiện nay trường đang từng bước, ngày càng hoàn thiện và nâng cao chất lượng về mọi mặt. Trải qua 63 năm hình thành và phát triển, ngôi trường Trung học Phổ thông Vị Thanh đã góp phần tạo nên nhiều thế hệ học sinh với hành trang trí thức, lý tưởng cách mạng và những hoài bão, ước mơ để cùng chung sức xây dựng quê hương, đất nước, xứng đáng là nơi ươm mầm những tài năng và chất cánh ước mơ cho lớp lớp thế hệ học trò. Với một số thông tin về trường Trung học Phổ thông Vị Thanh, hy vọng rằng quý lãnh đạo, quý đại biểu, quý thầy cô đã nắm được những thông tin khái quát về trường. Xin chân thành cảm ơn quý lãnh đạo, quý đại biểu, quý thầy cô đã chú ý lắng nghe. Kính chúc quý lãnh đạo, quý đại biểu, quý thầy cô thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui trong cuộc sống. Trân trọng kính chào.